nào là hành, nào là tỏi, rồi thịt bò, nấm, rồi bông cải, rồi rau. Sao nhiều vậy ta? Hello, chị Kim Chi xin chào tất cả các em. Đố các em biết là chị đang làm gì? Hôm nay chị sẽ thực hiện một nhiệm vụ rất là quan trọng là một bà nội trợ đảm đang. Tại vì từ lúc em bé Cà Chua nghỉ hè tới giờ, ngày nào mở mắt ra cũng ngày ba của cô là hết nguyên một ngày. Không biết là mẹ các em ở nhà có như vậy hay không? Mẹ Cà Chua nói là phụ chị nấu cơm à? Đâu có tiêu ta? À, em bé Cà Chua đây rồi. Sao trốn mẹ nấu cơm để em làm gì đây em bé? Con đang tô màu mà mẹ. Ủa tô màu gì vậy? Tô màu bức tranh con mới vẽ nè. Ủa bức tranh gì đây? Đây là bức tranh gia đình con vẽ đó. Ủa trời ơi dễ thương không các bạn? Ủa nhưng mà tại sao lại vẽ bức tranh gia đình vậy em bé? Tại sắp tới ngày gia đình Việt Nam cho nên con vẽ bức tranh này nè. À thì ra là vậy. Đúng là sắp tới ngày gia đình Việt Nam các em ạ. Mẹ thấy bức tranh này đẹp đúng không? Tất nhiên là đẹp rồi. Vậy hôm nay hai mẹ con mình thử thách 24 giờ ăn ngoài đi. 24 giờ ăn ngoài á? Ừ, nhưng mà ăn ngoài là ăn gì? Ăn đồ ăn vặt đó, con thèm á. Ăn đồ ăn vặt đó hả? Thèm à? Ủa các bạn có thèm đồ ăn vặt không? Chứ em bé Cà Chua thèm, chị cũng thèm luôn á. Yes. Vậy thì bây giờ nhân ngày gia đình Việt Nam thì chị Cà Chua quyết định sẽ làm thử thách với em bé. Một thử thách mang tên là thử thách 24 giờ ăn vặt. Yeah. Và chị sẽ lên TikTok để tìm những cái địa điểm mà những reviewer người ta review rất là chân thật về những cái món ăn ngon. À, và sau đó thì chị sẽ tìm những cái địa chỉ đó và sẽ đến. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái này. Ăn vặt đúng không? Bây giờ nha, mẹ sẽ lên TikTok và mẹ sẽ mở cái hashtag là Food Fest on TikTok. Đó. Cái hashtag này á là nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái đồ ăn vặt do những cái người đi ăn rồi người ta review lại á, biết không? Đó thấy chưa? Quá trời luôn. Đây. Cho em bé chọn trước. Mùa hè này nắng nóng quá, hay là hai mẹ con đi uống một ly trà sữa trước đi. Trà sữa hả? Đây, trà sữa hả? Có rất là nhiều quán trà sữa. Đây mẹ chọn đi. Ủa nhưng mà, để mẹ xem địa chỉ đâu ta. À đây. Dạo này TikTok có cái chức năng rất là hay nha. Khi mà người ta đi review á, là người ta sẽ để cái check in á, các em có biết check in là gì không? Tức là gắn cái địa chỉ đó lên cái video luôn. Chúng ta chỉ cần bấm vào cái chỗ người ta check in là nó sẽ hiện ra cái địa chỉ cho mình đi. Quá là tiện lợi luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi món này đầu tiên ha. Ta-da! Và quán đầu tiên sẽ là quán trà sữa. Em bé đã chọn quán Suzy. Ở đây thì cái menu nó rất là nhiều luôn. Topping ở đây cũng rất là nhiều. À, và sau một hồi lựa chọn thì chị và em bé sẽ lựa chọn cái size xô. Là một cái xô trà sữa đó các em. Đây nè, đó, thấy không? Dễ thương chưa? Bây giờ mình sẽ chọn lại trà sữa, sau đó chọn topping nha. Cái màu đỏ. Màu đỏ nè. Và cái màu xanh. Màu xanh. Hai cái này. Cái gì nữa không? Lựa đi. Đây có phô mai nè, cái này có phô mai nè. Vậy là hai cái. Chị đã nhận trà sữa và 2 ly tổng cộng là 137 cành nha. Không phải gọi là 2 xô mới đúng. Đây chị cho các em xem. Nó rất là to luôn nè. Đó, dễ thương chưa? Ui, có mút màu hồng mà cái mũ màu hồng rất là xinh luôn. Để xem nào. Ở đây thì chị chọn rất là nhiều topping luôn. Giống như hồi nãy các em cũng đã thấy chị chọn chân trâu lớn nè, chân trâu mini. Lần đầu tiên chị thấy một hạt chân trâu mà nó dễ xinh như thế này. Rồi, chân cún. Rồi, đây là trứng ốp la mà còn có mặt cười nữa nha. Rồi, mình uống thử nhé. Tại vì là quán là không có chỗ ngồi nên là chị sẽ đứng đây chị uống luôn.
chị chọn trà sữa vị truyền thống. Nó ngọt nhẹ nhàng nha, ngọt chấp nhận được. Nó không có bị ngọt gắt quá. Chị rất là thích cái trà sữa nào mà nó ít ngọt. Ngon không em bé? Dạ ngon. Trời ơi em bé uống gần hết nửa xô rồi. Cha uống thử cũng nhẹ đi. Ok. Bây giờ sẽ múc ban trà sữa. Mềm mềm, dai dai, béo béo. Một xô như vậy chị nghĩ khoảng 2 đến 3 người uống. Tại vì chị thích cái xô này nên là chị đã mua cái xô. Em bé ăn gần hết topping luôn, chứng tỏ là ngon đúng không? Đúng không em bé? Dạ đúng rồi. Ôi, tính ra chị lên TikTok, chị để cái hashtag Food Fest on TikTok và tìm cái địa điểm đến cũng hiệu quả quá các em ha. Các em nhớ thử nha. Em bé, bây giờ mình sẽ ăn cái gì tiếp? Bây giờ mình sẽ đi ăn chân gà tiếp. Chân gà đúng không? Đây, đơn giản lại tiếp tục tìm địa điểm. Đây, em chọn đi. Cái này. Rồi, let's go. Chị đã tới nơi rồi. Ở đây là chỗ gọi là Gấu Food nha. Ở đây có rất là nhiều món luôn. Và chị đã gọi 4 món. Đầu tiên sẽ là cái món signature. Có nghĩa là cái món này rất là nhiều người ăn luôn khi mà đến đây. Là chân gà rút xương sốt thái cóc non nè. Đây là bánh gạo lát phô mai nè. Đây là gà sốt. Trời ơi cái này đặc biệt lắm nha. Có 4 loại phô mai nấu lại và sốt lên đây. Dữ chưa. Còn cái này sẽ là một cái set đặc biệt. Wow, có miếng mực rất là to luôn. Ở bên trong này còn có chân gà nữa đó. Nhìn thôi là chảy nước miếng rồi đó. Bây giờ chị sẽ ăn thử nha. Đây, ở đây chúng ta sẽ có những cái loại nước sốt nha. Đó, chấm cái này cũng được. Wow, cái này có vẻ sệt sệt nè. Rất là giòn, nó chua chua, ngọt ngọt, rất là vừa vị luôn đó các em. Nó không cay lắm, nhìn vậy chị tưởng cay chứ. Mới ăn món đầu tiên, miếng đầu tiên mà thấy ok rồi đó. Hèn gì, ở ngoài kia người ta xếp hàng quá trời. Giờ mình sẽ ăn cái set đặc biệt, ăn miếng bạch tuộc. Chị đã nhờ người ta cắt nhỏ ra rồi. Rất là ngon, giòn, tươi. Thơm nữa. Ở đây cái nước sốt á, người ta đã làm vừa ăn rồi. Tuy nhiên là chị vẫn thích chấm hơn. Chấm thì cảm thấy nó tăng được cái vị đậm đà. Giòn rụm luôn, con mai béo. Ngon quá. Wow. Cái lớp phía ngoài thì ăn nó nghe giòn giòn, còn bên trong thì nó dẻo dẻo. Hình như ở giữa còn có nhân nữa nè. Chết rồi, chị tính chấm điểm cho 4 món này nhưng mà món nào chị cũng cảm thấy nó được 10 điểm hết. Giờ sao đây? Em bé thích món nào nhất? Món này. Món này đúng không? Em ăn được món này đúng không? Mỗi món một vị nghe em ơi, rất là ngon. Ngày gia đình sắp đến rồi, chị nghĩ là nếu như có thời gian thì chúng ta hãy cùng nhau đi ra ngoài đi chơi nè. Và đi ăn vặt để tăng tình cảm gia đình nha mọi người.
sau khi ăn thử những món ở đây á, chị cảm thấy là người ta review rất là đúng luôn. Mà khẩu vị ở đây rất là hợp nha. Ngay cả em bé nhỏ như thế này, em bé lớp 3 mà ăn cũng được luôn. Rất là hợp khẩu vị rất là nhiều người. Nếu có dịp thì các em đến đây ăn thử xem sao nhé. Ăn chân gà xong rồi mình cao thẳng lên bằng mẹ mình luôn nè. Vì là thử thách 24 giờ ăn vặt cho nên món tiếp theo sẽ là Milo dầm. Một Milo dầm khổng lồ. Phía dưới này chân trâu còn nóng. Viên chân trâu khổng lồ. Đã quá. Đó, trộn đều bột Milo, đá viên và sữa đặc. Bánh lăng nữa. Trộn lên ăn ngon hơn các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên nha. Không biết là các em đã được ăn chưa. Còn chị Cà Chua đây là lần đầu tiên được ăn một cái ly Milo khổng lồ như thế này. Trong này thì bao gồm là chân trâu khổng lồ nè, bánh lăng nè, thêm bột Milo có cái vị đắng đắng nhẹ nhẹ, thêm sữa đặc. Tất cả hòa quyện với nhau á, là tạo nên một cái vị rất là hài hòa luôn. Công nhận người ta sáng tạo ghê ghê. Tính ra đi ăn theo gợi ý á, là cũng là khá là chuẩn đó nha. Các em nhìn nè, đây là bánh tráng chiên nha. Bánh tráng chiên lần đầu tiên trong đời chị thấy bánh tráng người ta cuốn lên và chiên và thêm phô mai và pate nữa đó. Đây, người ta có cái viên phô mai đâu rồi, đây viên phô mai nha. Còn cái phần này là pate nè đó. Còn phía bên này sẽ là bánh tráng mỡ hành, tóp mỡ, trứng cút. Nghe hấp dẫn quá. Lúc đầu tới đây chị tính ăn Milo thôi, nhưng mà thấy ở đây có quá trời đồ ăn vặt cho nên là chị order thêm hai món này. Ăn thử cho mọi người cái món này lạ nè. Cái phần bánh tráng á được chiên lên cho nên nó là giòn giòn, cái nhìn trong nó rất là ngon. Bánh tráng cuốn thì các em không xa lạ gì nữa rồi đúng không, nhưng mà thực sự rất là sáng tạo luôn nha. Ta-da! Các em ơi, vậy là chị Cà Chua đã hoàn thành thử thách 24 giờ đi ăn vặt. Và theo như cảm nhận của chị nha, những món ăn vặt ngày hôm nay đều rất là tuyệt vời. Chị đã được mở mang tầm mắt luôn đó các em. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hỏi ý kiến của nhân vật chính. Em bé, hôm nay thế nào? Hôm nay những món ăn vặt của em ăn đều ngon hết cả. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ địa chỉ trên TikTok nha. Wow, rõ ràng là nhờ những cái địa chỉ mà mọi người đã đi ăn và check in ở trên TikTok kèm với hashtag là Food on TikTok và ăn cùng TikTok thì ngày hôm nay chị Cà Chua mới nhận thử thách 24 giờ ăn vặt và đã thực hiện thành công qua lời kiểm nghiệm của em bé Cà Chua. Và các bạn ơi, nếu như các bạn mà muốn đi ăn ở chỗ nào á, thì chúng ta có thể lên TikTok để search cái hashtag là Food on TikTok, ăn cùng TikTok, và bấm vào cái địa chỉ mà người ta đã check in. Và thế là mình đã có một cái địa chỉ đi ăn vặt uy tín, đáng tin cậy rồi nè. Các bạn nhớ quay lại cái video mình ăn vặt và chia sẻ như vậy nha. Nhớ check in nữa nha và nhớ để hashtag nữa đó. Có rất là nhiều phần quà hấp dẫn luôn ở đây nè. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các em trong những video sau.